Quyền Cái Lậy đang đẩy nhanh tiến độ thi công công trình nhà truyền thống, thư viện và hội trường Đà Nẵng nằm trong khu trung tâm hành chính quyền. Từ nguồn ngân sách tỉnh với tổng mức đầu tư hơn 14,8 tỷ đồng, công trình nhà truyền thống và thư viện quyền Cái Lậy được xây dựng cùng với các hạng mục như nhà để xe, hậu cảnh, hệ thống phòng cháy chữa cháy, hệ thống cấp thoát nước. Công trình do Quỹ ban Nhân dân quyền Cai Lậy làm chủ đầu tư. Công ty trách nhiệm hữu hạn xây dựng thương mại dịch vụ Tân Quang Thiện thi công, do ban quản lý dự án và phát triển quỹ đất quyền cai lệ giám sát công trình hoàn thành đưa vào sử dụng sẽ tạo điều kiện thuận lợi để người dân trên địa bàn tìm hiểu các giá trị truyền thống phát huy văn hóa độc và tham gia các hoạt động văn hóa gian, gian nghệ góp phần nâng cao đời sống tinh thần cho người dân.